Dạ, yeah, Hiếu fan xin mến chào tất cả quý khán giả Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày 14 tháng 4 Thì hôm nay có hai cái nội dung thông tin Thông tin thứ nhất thì có liên quan đến uh, vụ án của bà Trương Mỹ Lan Và cái thông tin thứ hai là có liên quan đến thiền am bên bộ vũ trụ Với cái tiêu đề hôm nay rất là hot Đó là bà Trương Mỹ Lan nhận án tử hình còn thiền am bên bờ vũ trụ có thoát được tội danh lừa đảo hay không? Bởi vì ở bên phe đối lập lúc nào họ cũng hâm he cái tội danh này đối với thiền am bên bờ vũ trụ. Thì hôm nay có một cái bài viết của một vị khán giả cho chúng ta biết là thiền am bên bờ vũ trụ có cái tội danh này hay không. Thì một chút xíu nữa Hiếu sẽ chia sẻ cái bài viết đó của vị khán giả cũng rất là yêu thương và ủng hộ cho thiền am từ bấy lâu nay. Và cái nội dung thông tin Trước tiên mà Hiếu muốn cập nhật đến cho tất cả vị khán giả được biết đó là cái phiên tòa sơ thẩm xét xử trong cái vụ án của Vạn Thịnh Phát. Đặc biệt nhân vật chính ở đây chính là bà Trương Mỹ Lan. Thì bà ấy cũng đã bị tiên với cái mức án là cao nhất ở đây thưa vị. Cộng lại những cái mức án mà bà đã vi phạm chẳng hạn như là là 20 năm tù về cái tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình. Về cái tội là tham ô tài sản. Tổng các cái vi phạm trên thì cái mức án cuối cùng dành cho bà Trương Mỹ Lan. Đó là mức án tử hình thưa quý vị. Bên cạnh đó thì còn có Trương Vệ Vân. Trương Vệ Vân là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Vinso là cháu gái của bà Trương Mỹ Lan thì lãnh mức án là 17 năm tù. Còn Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, à, lĩnh mức án là trung thân. Còn Đỗ Thị Nhàn, nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước với cái mức án là tù trung thân. Còn Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước với cái mức án là 11 năm tù. Và còn những cái bị cáo khác nữa, nhưng mà nó dài dòng lắm, Hiếu không có chia sẻ để cho vị khán giả được biết. Tới 85 bị cáo cộng luôn bà Trương Mỹ Lan là 86 thưa vị. Cho nên là Hiếu chỉ nói về những bị cáo mà đóng vai chính ở trong cái vụ án này thôi đặc biệt là đối với bà Trương Mỹ Lan thì chúng ta cũng đã biết cái số phận của bà rồi đó đó là cái mức án cao nhất cái mức án tử hình thưa quý vị khán giả song song bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng biết là mấy cái ông luật sư mà đi bưng bô bưng bích cho bà Nguyễn Phương Hằng á lấy cái hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan cái vụ của bà Trương Mỹ Lan so sánh với cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng và lấy cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng chế diệu bà trương mỹ lan một cách rất là tức cười đây thưa vị khán giả à, họ nói á, bà nguyễn phương hằng cái thần thái à, quá đỉnh luôn quá tuyệt vời luôn chứ không có giống như bà trương mỹ lan à, ga to thì khóc lóc như thế này nọ rồi à, tóc tai gũ rượi hết trơn còn bà nguyễn phương hằng thì với cái thần thái rất là tươi trẻ mập mạp đeo hột son cười đá lông nheo á, mặc áo bình thường đến to không còng tay vân vân đó còn bà trương mỹ lan thì với thân hình tiều tỵ xanh sao mặt mày không trang điểm vân vân nhưng mà ở đây thì hiếu thấy như thế này giữa hai cái vụ án này nó hoàn toàn là khác nhau không có giống nhau thưa vị đặt trường hợp của mấy cái ông mà youtube bưng bô cho bà nguyễn vương hằng hay là những cái ông luật sư á, mà đi theo bưng bô cho ông Nguyễn Phương Hằng á, như là luật sư Vú và luật sư Cá Lóc á, đặt trường hợp mình vào cái trường hợp của bà Trương Mỹ Lan với cái mức án cao nhất đó là cái mức án tự hình thử hỏi là còn tươi hay không à, có vui hay không có cười nổi hay không còn bà Nguyễn Phương Hằng là bà vi phạm vào cái tội 331 đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với cái mức án tù của bà là chỉ 2 năm 9 tháng tù thôi thưa quý vị khán giả đó còn bà Trương Mỹ Lan thì mức án chung thân giữa hai cái con người nó hoàn toàn khác nhau và hai cái vụ án nó cũng hoàn toàn khác nhau ở đây luôn nhưng mà đi ra so sánh như vậy thì Hiếu cảm thấy là rất là thật khập khiển ở đây đúng không quý vị khán giả không hiểu là mấy ông này ông học lực như thế nào và có cách nhìn so sánh như vậy thì hiếu cũng không thể nào mà chấp nhận và cũng không thể nào mà hiểu nổi đối với những cái ông luật sư này ở đây thì giữa bà nguyễn phương hằng và bà trương mỹ lan thì hiếu cũng không có so sánh và cũng không có binh vực bà nào hết hiếu chỉ thấy và nhìn nhận một cách khách quan mà thôi chứ không có binh vực hay là nghiêng về ai hết đó ai cũng đều vướng vào vòng lao lý và cái mức án thì cũng đã có rồi đó chúng ta chỉ thương cho họ là bởi vì họ không có biết là lúc mình đang làm nó sai cỡ nào rồi phải nhận cái kết đắng như ngày hôm nay thì chúng ta cũng cảm thấy thương cho họ thôi chứ cũng không có cười diễu chế chọc gì ở đây hết chứ không có giống như là ở bên phe của bà CEO thưa quý vị đó là cái nội dung thông tin đầu tiên có liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì theo vị khán giả nhận định như thế nào quý vị cũng để lại bình luận góp ý ở dưới video clip này của Hiếu nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à và đến với cái việc của Thiền am Minh Bộ Trụ thì từ bấy lâu nay đó, họ luôn hâm he cho rằng là Thiền Am sắp tới đây là sẽ bị khởi tố về cái tội danh lừa đảo nhưng mà hết năm này năm khác thì chúng ta thấy rằng cái tội danh này vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu của các thành viên thiền a minh bộ vũ trụ chứ chưa có một cái kết luận nào chứng minh cụ thể là thiền am minh bộ vũ trụ có lừa đảo ở đây không để mà đem ra khởi tố thưa vị thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng thiền am tuyệt đối không có cái hành vi lừa đảo cũng như là cái hành vi loạn luân ở đây đúng không quý vị khán giả Chẳng hạn như có một vị khán giả mà Hiếu đã giới thiệu từ đầu đó cũng rất là yêu thương thiền am bên bầu vũ trụ, yêu thương các bé binh vực thiền am rất là mạnh mẽ. Thì cô cũng để lại một cái bài viết khẳng định luôn là thiền a bên bờ vũ trụ không có cái tội danh lừa đảo ở đây cho nên là việc khán giả cũng an tâm nhé thì cô nói như thế này mọi việc đã sáng tỏ rồi mà nếu như công an có vào điều tra thì cũng chẳng có dấu hiệu là lừa đảo gì hết là chỉ những cái thông tin là do những người lòng dạ ác nhân ngụy biện vu khống mà thôi tội cho mỗi gia đình thiền am gặp nhiều sóng gió và kiếp nạn ập đến, cầu xin ơn trên và luật pháp phải minh xét cho mọi người của Thiền Am sớm được trở về sum họp bên mái ấm gia đình. Đó là một gia đình người ta tu tại gia là sự thật, không lợi danh, không giả trá, không buôn thần bán thánh, không kêu gọi và cũng không lọc lừa gây gối mất trật tự đối với pháp luật gì chỉ tại bọn giả tâm ác độc hãm hại mà ra giờ nhân quả đã rõ trước mắt rồi những kẻ đó rồi sẽ trả giá từ từ và từng người từng người một cô đã hiểu biết và đã khẳng định thiền am tội nghiệp và đã vô tội ngay những lần đầu rồi cô đã theo dõi ba năm và cô đã khóc rất rất nhiều có khi cả đêm mất ngủ đến nỗi sưng cả hai mắt bởi nên những việc gì của thiền am chỉ có những người theo dõi ngay từ đầu thì mới hiểu và rõ mọi sự việc của gia đình họ rất là hiền lành và đáng thương bây giờ không được thấy mọi người và các chú tiểu nữa cô thật là buồn thật là nhớ các cháu giờ chỉ biết nguyện cầu cho công lý sớm trả họ về lại với gia đình để họ sống bình an được gặp lại thầy ông nội để chăm lo những quãng đời còn lại thì đây là một bài viết của một vị khán giả khá là yêu thương à, thiền a minh bộ trụ cho hiếu xin được dấu tên ở đây thì cô cũng khẳng định luôn là thiền a minh bộ trụ không có cái tội danh lừa đảo ở đây mà là do những người ác tâm hãm hại vu khống họ mà thôi chứ thiền am không có hành vi lừa đảo và cũng không có hành vi loạn luân ở đây bởi vì chúng ta biết rằng cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng cũng chưa có một cái kết luận nào để chứng minh là thiền am Minh Bộ trụ có hai cái hành vi đó hết và hiện tại đây hai cái hành vi này vẫn còn treo lơ lửng thưa vị cho nên là ở bên phe đối lập họ mới lên video clip công kích vu khống gán ghép làm nhục đến danh dự nhân phẩm của đại gia đình Thiền Am là như vậy. thì chúng ta yêu thương Thiền Am chúng ta cũng đã theo dõi từ bấy lâu nay rồi. Những cái sự việc mà họ vu cáo vu khống Thiền Am lừa đảo là hiểu thấy rất là vô lý bởi vì Thiền Am chưa bao giờ lên trên mạng xã hội kêu gọi là mọi người đóng góp gì hết. Toàn là có trung gian đó họ tự nêu uh, tên thiền am lên để mà họ kêu gọi mạnh thường quân thôi nhưng mà cái số tiền đến thiền am á thì không biết là được bao nhiêu còn cái tiền mà đến với cái túi của cái người trung gian á thì hoàn toàn là có thưa vị rồi thiền am chỉ mang tay mang tiếng thôi chứ cũng chẳng có được gì hết cho nên là thiền am mới bị uh, bên phía cơ quan chức năng để ý đó và hiện tại đây thì cũng chưa có bằng chứng cơ sở nào để chứng minh là thiền am có cái tội danh lừa đảo hết thưa vị khán giả. cho nên là vị khán giả cũng an tâm đi. những cái thành phần tổ chức cá nhân mà vu khống cho thiền am như vậy á, thì sớm muộn gì cũng sẽ chịu quả báo thôi. Lực nhân quả sẽ đến rồi thưa vị khán giả. dù cho họ có thoát được luật pháp đi chăng nữa, thì luật nhân quả cũng sẽ đeo bám họ như hình với bóng theo những gì mà vị khán giả yêu thương thiền am này nói rất là trí tình trí lý cho con gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều đã để lại bài viết rất là hay cho con chia sẻ đến tất cả vị khán giả trên kênh được biết đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả theo vị khán giả nhận định như thế nào trong câu chuyện của Thiền Am và trong cái vụ của bà Trương Mỹ Lan quý vị cũng để lại bình luận góp ý nhận xét nhé hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị trên kênh luôn luôn có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo